Ai, cho em tí việc đi. Thôi anh chơi game. Thôi cho em tí việc đi. Anh đang chơi game. Thôi cho em tí việc đi. Thôi kìa mà. Finish him. Tao đánh vô mặt mày đấy. Thực ra những người đang đá thì người ta nói anh thế thôi. Chứ riêng em á là em không có nói vậy với anh đâu. Em chỉ mới nói với anh là anh chơi game ít thôi á. Hôm đó học